Chào quý vị của khán giả của Lý Lô Sài Gòn TV. Chelsea đang đứng ở hiện trường của John's Incredible Pizzas. Hôm nay là Cooking Cooked Off, là cái chương trình cooking show cho mấy em trẻ. Và hôm nay là chương trình bán kết. Thì quý vị khán giả sẽ được xem những em nấu ăn như thế nào và coi ai nấu ngon phải đưa đi vô được cái chồng sau này vòng chung kết. Hôm nay mình có buổi rất là đặc biệt, mình ở John's Incredible Pizza. Thì hôm nay mình có cooking show với mấy các em. So I'm gonna ask you, so your age and your name, and how do you know about this cooking event or is a cooking challenge for you? My name is Emmy and I'm 8 years old. Hi, I'm Remy. I'm 9 years old. I am Grace Smith and I'm 12 years old. My name is Alexis and I'm 7 years old. Thì ở đây là can you tell us about more about your plate? Thì bé có thể trả lời về cái món ăn của bé nấu là như thế nào hay là bé làm trình bày như thế nào. So tell me more about your presentations and you know, do you have a name for this plate? I don't know. So can you kind of look here and tell me what are these? So, what are these? Raspberries? These are raspberries. These are blueberries. I made imitation crab and put it on bread. And then I got mint from my mom's garden and I put it right under to make it look like a garden sprout. Ở đây bé đang nấu món ăn. Thì ở đây là có quý vị có thấy là bánh mì. Ở đây trên bé nói là trên đó là cua giả với lại cheese butter rồi. Rồi những cái rau này là rau từ nhà trồng hết. Thì rất là dễ thương. Thì thank you and good luck to you. And I'm looking at your plates right now. It looks very delicious. Can you tell me more about your plates? So I'm making spring rolls with a side of berries. What do you put in the sauce? Is it butter or what? No, it's deep roasted sesame salad dressing. So I asked your friend next to you here about cooking. So I want to ask you the same thing. Do you like cooking at home or you do? So can you tell me more about what else? I see a lot of ingredients here. Can you share with me some of the ingredients you have in here? So we have rice paper and water. There's avocado, cucumber, lettuce, and there's chicken. Okay, do you know what we call the rice paper in Vietnamese? No. It's called bánh tráng. Oh. So now you know? Yeah. Thì vừa rồi Chelsea có hỏi Remy ở đây thường ngày thích nấu ăn như thế nào. Thì Remy nói ước mơ là muốn mở nhà hàng. Thì sau này Chelsea cũng mong là ước mơ thành thực sự. Can you tell us more about your plates and if you can share a little like ingredients or tips? So I want to cook that too. When cooking, actually use 3 different cheeses. The main vocal one is Fontina, which adds mainly the full flavor. And whenever cooking it, you want to fully cook it. So you would just leave it in for like 20 minutes after baking. And don't complete the noodles fully. Only cook the noodles for 5 minutes, because then it will cook in the oven. Thank you. And do you have a name for this one? Or this is your home recipe or something you watch on from online? Something online, and it's called Italian Loaded Mac and Cheese. So I'm looking at this one. The first thing that came to my mind is a pizza. So and then John's Incredible Pizzas. It's so very interesting. So can you tell us more about your if you're inspired by anything or by the pizza place or how'd you get about this this whole plate? I'm inspired of how they make the food and how they decorated the place. I really like it. I like the rides. I really like the games. Because you can get stuff, and yeah, that's all. Yeah, can you tell us more what I'm seeing right now? Are these meats, or are these potatoes, or what is it? Because it looks like chicken, but it looks potato-ish to me. It is caramel apple pizza, but these are apples. Oh. As you can see, I have apples over there, because apples are in it. Interesting. Thank you. So it's very nice. Now I see it's more like an apple pie and then the crust and then cinnamon on top. How do you, like, what makes you think of, like, instead of doing a fruits inspired but not meat? Because pizza, when you heard about pizza, the first thing is pepperoni and cheese. So how'd you get this, this thought? I got this thought because you guys have, they have like lunch and dinner pizzas. But you guys don't have like really a lot of
a dessert pizza, so that's why I decided to make a dessert pizza. Thì ở đây Chelsea hỏi bé là cái pizza này nè, nếu quý vị nhìn vô thì mình nhìn tưởng như thịt hay là trên đầu như chicken hay là potato là khoai tây. Nhưng mà khi mà Chelsea hỏi bé thì bé nói là không có phải là những cái món đó mà là những trái táo thì giống như cái apple pie. Thì thêm một cái nữa, bé rất là thông minh khi Chelsea hỏi là tại sao mình không làm chicken hay là mình làm món khác mà mình làm bằng táo, thì bé nói là ở đây pizza lúc nào cũng có mấy món thịt. Thì ở đây bé muốn có một cái pizza lúc nào nó đặc biệt hơn, là có những món như dessert tráng miệng là giống như trái cây, thì ở đây rất là thông minh. So we're gonna go ahead and kind of get ready over here. We've got our judges. I'm gonna come this way over here, do some intros. So I've got Richard here. He is our store manager here at this location. He is the boss at Westminster. So Richard. And I have Chelsea here. She is our guest judge today. She's with Little Saigon TV, and I know she got a chance to meet all of the kids already. All these kids are, I can tell, are super excited and ready to go. Hi, my name is Bryce. I'm Alexis's father, and this is all her. I helped her out with, you know, the extra things, you know, the condiments and purchasing the ingredients for the pizza, but she came to me and said, I want to do this competition and make caramel apple pizza. I was like, okay, let's do it. So, that's why we're here today. Thì đây là một phần hai người phụ huynh của bé ở đây. Thì để Chelsea hỏi thêm về cái sự ủng hộ của bé và của gia đình. Hi, thank you so much for the support. So I want to know more on, we know that she cooks, but what are your, you know, your duties as parents? What kind of help that she has from you guys? She, of course, always has unending support. And we also know it takes a village to raise kids. So we have all kinds of people around us that that also just help. Đây, quý vị có thấy ở đây là gia đình Việt Nam của mình không? Thì đây là họ chợ, họ fan. Thì rất là hân hạnh vì gia đình Việt Nam của mình chịu ít khi có ai mà chịu tới đây thi. Nhất là thi chung với cái chỗ Mỹ thì ở đây có rất là cái em thích cái là hai anh chị đây dẫn hai bé đến luôn. Thông thường mình có gia đình có mấy người nhưng mà có một đứa chịu đi thi thôi. Nhưng mà cái khuyến khích nào, cái cổ vũ nào mà chị dẫn hai bé đến luôn. Thì bây giờ chị nhờ chị có thể nói cho quý khán giả của đài Little Saigon TV. Oh yeah, hello Chelsea với Đài Sài Gòn TV. Hôm nay tụi này dẫn hai em này tới thi chủ yếu là cho nó vui chứ không phải là thắng, nhưng mà với lại mình khuyến khích cho nó nấu ăn á, tận sau này nó đỡ, nếu mà nó có đi học xa nhà thì nó biết nó tự nấu ăn nên nó không, để nó đừng có ăn fast food hoài mà. Cảm ơn chị lo xa, nhưng mà thực sự là đúng là ăn ở nhà. Giống như rau cải hồi nãy em hỏi bé thì bé nói nhà chồng thì nó rất là bổ, có nhiều cái nước chất mình biết nó từ đâu đến thì nó tốt hơn cho mình. Còn anh đây thì anh có thể nói quý vị khán giả là cái sự ủng hộ của anh như thế nào mà khi hai bé, nhất là Remy đây, thì bé Remy nói là muốn làm, nó là mở nhà hàng. Còn bé Emmy ở đây thì chắc còn nhỏ hơn cho nên chưa có biết muốn gì, nhưng mà thực sự là khéo, rất là giỏi. Đúng. Muốn ủng hộ mấy đứa nhỏ, nếu nó muốn whatever they want to be, they can do it. So that's why we're here, you know. So yeah. Thank you.
Chelsea, cảm ơn quý vị đã đón và theo dõi chương trình của John's Incredible Pizza Cooking Contest với mấy em trẻ hôm nay. Thì cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ sau.